Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nguy cơ to lớn ở thời mạt pháp. Chúng ta đều sanh ra trong thời mạt pháp, gọi là mạt pháp, tức là pháp đã đến điểm chót ngọn, nghĩa là sắp đến thời kỳ diệt vong. Đó là lúc ma mạnh pháp yếu, tà thắng chánh suy, cho nên khởi sanh tà thuyết khắp nơi. Loại tà thuyết này nói thì nghe như rất có đạo lý, nhưng nếu đem ra thực hiện thì có thể dẫn đến chuyện vong quốc diệt chủng, khiến cho nhân loại cùng bị diệt tận. Ai ai cũng biết cái đạo lý thiên nhiên trong trời đất là sanh sanh không ngừng, biến hóa chẳng cùng tận. Hễ có âm thì có dương, có tà thì có chánh. Nếu chúng ta làm trái đạo lý âm dương, chánh tà, thì tiền đồ nhất định sẽ đi đến chỗ diệt vong. Hiện nay trên toàn thế giới đều sợ chứng bệnh S, Trung Hoa gọi là ái tử bệnh. Từ cái danh từ này, mình cũng nên biết bệnh nhân làm sao mà chết. Là vì họ yêu đương loạn xạ, không giữ nề nếp chánh đáng và làm trái với việc sinh lý. Hễ đi đến đâu là họ đề xướng, tuyên truyền đồng tính luyến ái, làm nhân tánh mê muội, khiến cho con người không phân biệt được chánh tà, chẳng biết rõ thế nào là đúng, cái nào là sai. Họ lại còn muốn yêu cầu cho đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa nữa. Nếu điều đó thật sự được hợp pháp hóa, vậy thế giới quả là không còn chân lý gì để nói nữa. Bệnh S cũng là do đồng tính luyến ái mà dẫn đến. Kinh dịch có nói, nhất âm nhất dương chi vì đạo, thiên âm thiên dương chi vì tật. Tức là một âm một dương gọi là đạo, còn nghiêng về âm hoặc nghiêng về dương thì gọi là bệnh. Có ngày ác có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch thời có hiếu, có thiên tức có địa. Đó là hiện tượng rất bình thường, cũng là cái đạo lý tương đối của vạn vật. Cho nên các bậc thánh nhân thời xưa lập định ra lễ nhạc là dựa theo căn bản Việt, nam nữ cư thất, nhân chi đại luân. Tức nam nữ chung sống là đạo luân thường to tác của nhân loại, như nói, trai 30 cưới vợ, gái 20 gả chồng là vậy. Đó là đạo luân thường rất chánh đáng trong trời đất. Luân thường là quân thần, phụ tử, phu phụ, trưởng ấu, bằng hữu. Bát đức là hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sĩ. Chúng ta nên dựa theo bát đức để làm người. Nam không thể ở chung với nam, nữ không thể ở chung với nữ, nếu không, như vậy là trái với luân thường đạo lý con người. Nhưng trong thời mạt pháp, yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi trên thế gian. Chúng công khai đề xướng những thứ lý luận sẽ làm cho nhân loại bị tiêu diệt, khiến cho quốc vong, diệt chủng. Nếu ai nấy cũng trở thành đồng tính luyến ái, thì quốc gia sẽ không có con người. Khi quốc gia không có người thì thế giới cũng không có nhân loại. Nhưng trời đất chờ không nổi chuyện đó, nên đã bảo nhân loại tự đầu độc mình cho chết đi, để diệt hết nhân chủng loài người và quốc gia cũng không còn nữa. Thế là có bệnh S xuất hiện, cho đến ngày nay vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa trị. Bệnh này khiến thân thể người bệnh mất đi sức đề kháng. Một khi nhiễm phải bất cứ bệnh gì vào thân là chết ngay. Bệnh này là do đồng tính luyến ái, lấy độc công độc. Bởi vậy, việc chế tạo ra bệnh này so với bom nguyên tử, nó còn tệ hại hơn nhiều. Tôi nói cho quý vị biết vấn đề này, dù cho bọn yêu ma quỷ quái nghe rồi không vui, tôi vẫn cứ nói, đây là một đại tai kiếp, là thời kỳ rất nguy hiểm, chúng ta không thể không nói cho rõ ràng. Mọi người nên đồng tâm hiệp lực, niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, ngõ hầu cứu vãn tai kiếp lớn lao này, cho nên nói là, phẫn nộ sanh hoan hỷ, người chết biến thành sống. Mình tưởng đó là lời dối, nhưng chư Phật không có vọng thuyết. Bồ Tát Quán Âm có đại oai thần lực, Ngài có thể khiến kẻ sân hận sanh tâm hoan hỷ, và người đáng lẽ sẽ chết thì có cơ hội được sanh tồn trở lại. Hoặc như quý vị không tin mà bảo đó là giả dối, nhưng quý vị nên biết sự thần thông diệu dụng của Ngài Quán Âm Bồ Tát và chư Phật thời quá khứ là không nói dối hay đặt điều. Cho nên, mọi người nên quy mạng Đức Quán Âm Bồ Tát, mong Ngài cứu hộ cho nhân loại khỏi nạn diệt vong này. Giảng ngày 7 tháng 11 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的说